Trịnh Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý vị các bạn bộ tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai. Với chất liệu của chúng tôi làm bằng gỗ hương đá của Nam Phi và gỗ là dày 5 phân, đục chạm cực kỳ siêu kênh bong. Chúng tôi sẽ đo kích thước cho quý vị cùng kiểm tra luôn. Đây chúng tôi móc thước từ đầu này. Ở đây chúng tôi làm khung trúc nên là nó hơi trơn, đây là nó hơi mất mấy ly, là đây chúng tôi để thước cái đầu này cho nó đúng vào đầu đây, nó là 42 cm, 42 cm quý vị ạ. Cái khung của chúng tôi là làm rộng 5 phân rưỡi, thì cái trong lòng đây, trong lòng thông thủy là nó được 31 cm, tức là nó ăn vào ván, nó ngậm vào trong khung này một phân thì là nó còn 33, tức là gỗ ở trong lòng là 33 cm và dày là 5 phân. Thì chúng tôi đục chạm sâu đây, cái chỗ này thì được 3 phân, hơn 3 phân, nhưng mà do cái núi này đục là nó mất đất. Cái điểm cao nhất thì nó được 3 phân, chỗ này là 3 phân rưỡi, chỗ này là 3 phân rưỡi này. Thường là chúng tôi đục sâu 4 phân, gỗ 5 phân thì đục sâu 4 phân. Những cái điểm nó nhô lên. À, như cây này là 3 phân rưỡi này. Đây 3 phân rưỡi. Đây là 3 phần rưỡi. Đây là đục sâu 3 phần rưỡi này. Chỗ này 3 phần rưỡi này. Đây là 3 phần rưỡi này. Đây là đục 3 phần 7. Sâu được 3 phần 7. Gỗ của chúng tôi là dày 5 phân. Nếu mà là 5 phân cưa đi, tức là bào trà đi, chắc nó còn độ khoảng 4 phân 7, 4 phân 8. Và chúng tôi đục sâu là 3 phân 7. Đấy, tránh trường hợp quý vị về đo là nó không được đúng 4 phân thì nhiều khi là nó khó. Thì chúng tôi đo kỹ lại thực tế khi thành phẩm. Thì đấy, quý vị nào mà xem sau thì có thể xem lại, chúng tôi đã đo chi tiết những cái điểm cao là nó được vào khoảng 3 phân rưỡi, 3 phân 7. Gỗ của chúng tôi là 5 phân cưa đi bằng hương đá của Nam Phi 100%, và khung xung quanh là đục những cái thân cây trúc nhìn nó rất là vui mắt. Những cái bộ hôm trước chúng tôi quay đây thì là nó nhỏ hơn đây, nhỏ hơn và đục mỏng hơn. Đấy, nhỏ hơn và đục mỏng hơn thì nhìn nó không kênh bong bạc. Cái bộ này thì nhìn nó kênh bong hơn rất là nhiều vì gỗ nó dày hơn và to hơn, và những cái chi tiết đục của chúng tôi cũng kênh bong hơn rất nhiều và tỉ mỉ sắc nét. Thì sau đây là chúng tôi sẽ quay kỹ tỉ mỉ, và phần cuối video thì chúng tôi sẽ báo giá cho quý vị. Thì chiều cao là vừa nãy chúng ta chưa đo đúng không ạ? Chúng tôi sẽ đo cả cái chiều cao kỹ cho quý vị, về quý vị khỏi phải đo lại. Đấy, tôi sẽ móc thước từ trên xuống cho nó chính xác luôn đây. Đây là được 36 phân 7 ly. Đấy. 1m26,7. Tránh trường hợp là chúng tôi hay thường đọc đúng nó vào cái số gọi là xấp xỉ cho nó gọn là 1m27. Đây là 1m26,7 được không ạ? Và chiều ngang là 42 cm.
Đấy, đọc kỹ chính xác như vậy cho quý vị về đỡ phải thắc mắc. Và sau đây là chúng tôi sẽ quay kỹ cho quý vị xem. Thứ nhất là cây tùng từ trên xuống dưới đây. Quý vị có thể ngồi ở nhà và xem kỹ và có thể đưa ra quyết định của mình là có mua hay không, mà quý vị cũng không cần phải về trực tiếp tại xưởng của chúng tôi, mà chúng tôi sẽ ship COD đến tận giường cho quý vị, được không ạ? Đấy là cái phần kênh bông đây, tức là gỗ của chúng tôi là nguyên khối quý vị nhá. Những con chim này cũng là nguyên khối liền với cái ván này, chứ không phải chúng tôi dán vào, gỗ là nguyên khối. Đấy. Đều là đục liền hết. Có cái khung này là chúng tôi phải làm cái khung bao. Rất nhiều quý khách xem những cái bộ video của chúng tôi là có những cái khung liền ván, thì những cái bộ đó những khách hàng đã dùng rồi và có phần là nó không được yên tâm cho lắm. Quý vị cứ nghĩ là nó liền khối, nó liền khung là nó tốt, nhưng không phải, nó sẽ bị cong vênh. Chúng tôi phải có những cái khung và có những cái thang ở đằng sau đây như thế này. Có bộ thì chúng tôi làm thang, có bộ thì chúng tôi không làm thang. Đấy. Thực ra là có thang thì nó sẽ tốt hơn, nó đảm bảo cho cái tấm ván của chúng ta không bị cong vênh và nó giữ cho cái khung của chúng ta nó không bị cong ra ngoài. Nhiều những bộ thì nó bị cái khung nó bị cong ra, còn phải những cái bộ nó tốt thì nó không cong thì không sao. Thế còn cái khung ngang kia là bắt buộc mình phải làm cái khung ngang kia để nó giữ cái đầu ngang gỗ để nó khỏi mo lên. Nó rất nhiều có tác dụng chứ không phải là tự nhiên mình nghĩ ra cái khung làm gì cho nó tốn công. Thực tế ra là làm một miếng ván không mà chúng tôi cũng rất thích làm vì nó đỡ rất là nhiều công đi lựa thêm cái cục gỗ khác vào làm cho nó vất vả hơn, và nó không đều màu khi hoàn thiện, chúng tôi phải điều chỉnh màu rất là khổ. Là như này này, khung và ván là màu nó khác nhau đấy. Và quý vị có thể thấy là chúng tôi đục rất kênh mông, rất tỉ mỉ đấy. Quý vị có thể ngồi ở nhà xem và chúng tôi đã giải thích cặn kẽ cho quý vị tại sao phải có khung và tại sao phải không có khung, và gỗ thì như thế nào là tốt là bền đó quý vị. Quý vị chơi muôn đời luôn, đồ gỗ của chúng tôi luôn luôn là bảo hành muôn đời muôn kiếp, đã mua một lần là dùng mãi mãi, có thể làm có thể là cái gọi là cái của để dành quý vị, để càng lâu thì nó càng có giá trị, tức là sang trọng cho hôm nay và giá trị cho muôn đời sau, đẹp và bền. Tức là như phương châm của nhiều người nên là phải ngon, bổ và rẻ. Đấy, tức là chúng ta mua được bộ tranh này là tuy chúng ta bỏ ra một số tiền tương đối là lớn, nhưng mà nó là một cái tài sản là tăng giá cho chúng ta. Nó không phải là tài sản vô giá, mà cái này nó là tài sản nó tăng giá cho quý vị. Tăng giá ở đây là nó tăng giá trị lên. Quý vị mua một thì có thể mai quý vị bán cho người khác là hai, vài chục năm sau quý vị có thể bán là nó là ba, là năm, là mười. Đấy, cái đồ gỗ này chơi càng chơi thì nó càng giá trị quý vị ạ. Mà cái nữa này nó đồ đã gọi đồ đẹp rồi thì càng để nó càng có giá trị, mua một lần là dùng cho muôn đời sau. Đấy. Cái tấm trúc này nó vân nó rất là đẹp, quý vị thấy không? Độ đục kênh mông và rất là sắc nét này, sờ vào đây mà ấn mạnh vào đây nó rằm đầm vào tay nó còn chảy máu luôn, rất sắc nét đấy.
những chú chim rất là tình tứ. Đấy, quý vị có thể ngắm suốt từ đầu đến cuối cái video của chúng tôi. Quý vị có thể bật đi bật lại, quý vị xem cho nó thật kỹ, ngồi với anh em, bạn bè, hoặc là ngồi một mình để trầm tư suy nghĩ. Quý vị cứ xem video của chúng tôi quay quý vị rất tỉ mỉ. Đấy, từ từng cái bộ tranh đều rất là tỉ mỉ. Quý vị thấy không ạ? Nó còn kỹ hơn là quý vị đến tận xưởng của chúng tôi xem. Nhiều khách hàng đã phản ánh như vậy, đã có những comment phản hồi là rất là khoái xem cái clip của chúng tôi quay lên, nó rất là tỉ mỉ. Mà khi đến cửa hàng thì do đường xá xa xôi nên là người nó rất là mệt, có thể là say xe hoặc là đói, hoặc là lúc đó thì cái ánh sáng nó không được phù hợp. Đấy, không như chúng tôi quay video thì quý vị có thể ngồi ở nhà xem bất cứ lúc nào, bật tivi lên hoặc là bật điện thoại lên là quý vị có thể xem được. Và quý vị tiện nhất là quý vị có thể tua đi và tua lại, quý vị xem từng chi tiết của chúng tôi đã ghi hình lại cho quý vị thì nó rất là đàng hoàng. Quý vị đưa ra những quyết định cực kỳ là đúng đắn, đúng không ạ? Mua một lần là dùng mãi mãi cho muôn đời sau, sang trọng hôm nay và giá trị cho muôn đời sau. Rất tuyệt vời. Và những cái bộ tranh của chúng tôi làm ra là những cái sản phẩm để lưu truyền cho con cháu. Đây, cái bộ này nó rất to quý vị nhá. Còn cái bộ hôm trước chúng tôi quay đây thì nó nhỏ hơn, đục cũng rất là sắc nét, những cái độ kênh bong của nó thì không thể bằng nổi. Quý vị thấy không ạ? Nhìn trên màn hình này, hai cái cây mai này, tôi có thể để sát hơn để cho cái ánh sáng của cái bóng đèn nó rọi đến là nó như nhau, thì quý vị dễ so sánh hơn. Cái bộ hôm trước này cũng kênh bong chứ không kém đâu, bộ tương đối. Còn cái bộ này thì chúng tôi đục nó cầu kỳ hơn, nó moi móc hơn. Quý vị thấy không ạ? Rất đẳng cấp và rất đẹp. Thế nó cùng là chất liệu, cùng là chất liệu của hương đá. Và cái bộ tranh này của chúng tôi thì bán với giá là 23 triệu đồng. 23 triệu đồng quý vị ạ. Đấy. Nó rất là dày công chế tác, đục đẽo, bụi bặm, mồ hôi cộng với lại bụi bặm rất là vất vả, từ cái khâu chọn gỗ bề vác rất là nặng cho đến cái khâu đục đẽo, và vẫn còn một cái khâu nữa quý vị ạ, cũng rất là quan trọng là cái khâu hoàn thiện. Nhiều quý vị muốn trời mộc như thế này để nó giữ nguyên các cái đường nét đục, nhưng mà chúng tôi gần đây đã phải tuyển chọn những người thợ làm nguội rất là kỹ, rất là cẩn thận, và những thợ sơn phải lành nghề, chúng tôi đào tạo cũng rất là lâu để hoàn thiện lên những cái bộ tranh nó tôn lên cái phần đẹp cho bộ tranh, chứ không phải là sơn vào để nó xấu đi. Sơn vào là để cho nó đẹp lên và nó bảo vệ gỗ để quý vị dùng cho nó muôn đời hơn nữa. Gỗ không thì nó vẫn bị cái tác động của không khí, trong đó có cái khí oxy, nó làm cho rất nhiều thứ oxy hóa, nó rất ảnh hưởng đến cái bộ tranh và độ ẩm và độ khô, tức là độ ẩm đấy. Nói chung là độ ẩm, ẩm nhiều và ẩm ít. Ẩm ít thì chúng ta bị khô hanh, ẩm nhiều thì chúng ta bị ẩm mốc, nó sẽ rất ảnh hưởng đến gỗ khi chúng ta sơn lên
để bảo vệ cho gỗ, và cái độ bóng của nó sẽ nổi lên, và tiếp theo nữa là cái vân của nó cũng sẽ nổi lên. Đấy là giải thích kỹ cho quý vị. Quý vị chơi mộc không thì nó có cái đẹp của mộc nhưng không thể bằng là mình hoàn thiện lên được. Nó sẽ nổi vân này, và nó bóng bẩy này, và nó sạch sẽ này. Quý vị vệ sinh nó rất là dễ. Nhiều quý vị thì lại thích cho kính vào, nhưng mà cho kính thì nó sẽ bị lóa kính, xong lại để đèn led ở trong thì nó hoa mắt, nó nhì nhằng, nó không thể đẹp bằng thật được. Treo thật như thế này thì quý vị nhìn nó đẹp, và vài ngày nữa thì chúng tôi sẽ hoàn thiện, kể cả không có khách nào mua thì chúng tôi cũng hoàn thiện sẵn lên, để khách nào cần là chúng tôi chuyển đi luôn cho nó nóng. Thì chúng tôi sẽ hoàn thiện nên thật đẹp, và chúng tôi quay tiếp video cho quý vị có thể ngồi ở nhà và ngắm, và có thể nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi qua số điện thoại đây 23 triệu, qua số điện thoại 0975 940 966, hoặc về trực tiếp tại thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Về cơ sở của chúng tôi là tranh gỗ Minh Châu, 0975 940 966. Cái địa chỉ của chúng tôi là 0975 940 966, và biển lớn ở trong xưởng của chúng tôi đây. Quý vị có thể thấy cơ sở địa chỉ rõ ràng, tranh gỗ Minh Châu uy tín chuyên nghiệp, số điện thoại 0975 940 966, và một số nữa là 0969 089 646. Địa chỉ của chúng tôi là dòng biển trắng này, Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Biển rất lớn ở trong xưởng và rất nhiều biển ở ngoài cổng. Đây cái biển nhỏ đây là 0975 940 966. Địa chỉ ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Địa chỉ rõ ràng, số điện thoại rất rõ ràng, và giá cũng rất rõ ràng là 23 triệu đồng cho bộ sản phẩm Tùng Cúc Trúc Mai 4 tấm, kích thước là 42 x 1m27, dày 5 phân cưa đi. Và chúng tôi hoàn thiện, hoàn chỉnh cho quý vị cho nó đều và bóng và nó đẹp là 23 triệu tại xưởng. Chưa biết quý vị vận chuyển về đâu, về đâu thì chúng ta sẽ tính về đó. Và video clip của chúng tôi đã rất là dài. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở những clip độc đáo và những cái tác phẩm độc đáo tiếp theo của chúng tôi.